Hello everyone, welcome back to English Jam Mom. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video bài giảng miễn phí chất lượng cao đến từ English Jam Mom. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần writing các bạn nhé. Bắt đầu từ ở unit này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một trong số các cái bài writing ở trong sách bài tập của chúng mình, được chưa nhỉ? Vậy chúng ta hãy luôn luôn là bài vở sẵn sàng và có bút nữa để chúng ta sẽ làm cùng cô các bạn nhé. Rồi ok, ở phần writing ngày hôm nay thì chúng ta cô chuẩn bị chữa đó chính là bài số 1 trang số 8 các bạn nhé. Đó, unit 1, leisure activities, right? Fill in the gaps with the words in the box, ok? More than one word can be suitable for some gaps, right? Có thể là có hơn một từ phù hợp cho một số chỗ đúng không nhỉ? Rồi ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải dịch các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở trên cái box này, ở trên cái hộp mà chúng ta cần điền từ này ấy, nó sẽ là các liên từ, đúng không nhỏ? Nó sẽ là các liên từ nhá. Rồi first có nghĩa là đầu tiên, đúng không? Also có nghĩa là cũng, đúng không nhỏ? Therefore, vì vậy. Second, thứ hai, đúng không? Third, thứ ba, đúng không? In short, tóm lại, đúng không? In addition, thêm vào đó, đúng không nhỏ? Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch với cô nhá. Regular exercise brings us many benefits. Các bài thể dục thường xuyên, các bài thể dục hàng ngày ấy thì mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích, đúng không nhỉ? Chấm chấm, nó giúp chúng ta để giảm thiểu nguy cơ béo phì, đúng không? Vậy đầu tiên nó giúp chúng ta giảm, đúng không? Vậy đây chúng ta sẽ điền là first, đúng không nhỉ? Lợi ích thứ nhất đấy, đúng không? Rồi tiếp theo, đây là lợi ích thứ nhất thì chắc chắn đây sẽ là lợi ích thứ hai rồi, đúng không? Second, it lowers, có nghĩa là nó làm giảm đường huyết áp các bạn nhé. Nó làm giảm cái áp lực mỡ máu đấy và cholesterol, được chưa nhỉ? The likelihood of heart disease lower. Heart disease có nghĩa là bệnh tim, đúng không? Bệnh tim, khả năng bệnh tim thấp hơn. Vậy nó làm giảm mỡ máu này, giảm lượng cholesterol này. À vậy thì cái nguy cơ bị bệnh tim nó thấp hơn là vì vậy cái nguy cơ bị bệnh tim nó sẽ thấp hơn, đúng không? Vì vậy ở đây chúng ta sẽ điền là therefore. Có nghĩa là nó là kết quả của cái việc này, việc trên ấy, đúng không nhỉ? Rồi ok. Tiếp theo, exercise makes your muscles and bones stronger. Các bài tập thể dục sẽ giúp cho cơ xương của bạn khỏe mạnh hơn, đúng không? Ở đây chính là một lợi ích thứ ba, đúng không? Third, right? Ok, được chưa nhỉ? Rồi. Oh, sorry. Rồi, tiếp theo. Rồi, ok. If you exercise regularly, you will have less depression and anxiety as well. Và nếu mà bạn luyện tập thường xuyên ấy, bạn thì bạn sẽ có ít cái khả năng bị trầm cảm và lo lắng hơn, đúng không? Rồi ok, thế này là chắc chắn là thêm vào đó, đúng không nhờ? Ngoài ra thêm vào đó là in addition, ngoài ra thêm vào đó, đúng không nào? Rồi, it is very important. Nó thì rất là quan trọng, tính từ to verb, đúng không? Các bạn nhớ take note cụ mà nhá. Nó rất là quan trọng để mà dành thời gian tập thể dục mỗi ngày, đúng không? Để cải thiện chất lượng sức khỏe hàng ngày. Vậy tóm lại, đúng không? Tóm lại là in short. Được chưa nhỉ? Rồi ok, hôm nay chúng ta học về một phần writing này. Cô nghĩ rằng là nó sẽ rất có ý nghĩa trong quá trình mà các bạn viết đấy. Bởi vì là cái phần từ nối này có ứng dụng rất là cao. Và nó chính là những cái phần mà chúng ta ghi được điểm cao hơn các bạn nhé. Rồi ok, để xem thêm các bài giảng khác của cô về từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm ở trong sách giáo khoa cũng như là sách bài tập của Bộ Giáo dục thì các bạn hãy truy cập vào link website englishjmom.com các bạn nhé. So now thank you and see you next time. Bye.